Chào mừng quý chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review khui hộp và xăm soi hai cái mẫu LED BMA ở đây. Thì trước mắt các bạn ở đây là mình sẽ giới thiệu một cái mẫu hộp to hơn có chữ BMA ở đây. Thì anh em thể biết là ở đây là cái mẫu BMA có mã hiệu là V1-T, là chân H4, là AC/DC. Thì cái bóng này nó sẽ sở hữu là cái chân H4 để gắn vào những cái chiếc xe Way đời mới hay những chiếc xe Jim đời mới 110, hoặc là tất cả những cái mẫu đèn mà có cái chân H4 này đều sử dụng được anh em nhé. Và ở đây nó sẽ sở hữu và nó sẽ tiêu thụ một cái dòng điện năng, nó là AC/DC. Thì có nhiều anh em vẫn chưa hiểu cái từ AC này là gì, nó là điện máy, và DC nó là điện bình, là điện một chiều anh em nhé. Rồi, thì cái sản phẩm của chúng ta xung quanh thì nó không in gì đặc biệt cả. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi vào bên trong em nó. Ở bên trong em nó thì được một cái lớp xốp khá là dày bao quanh để chống sốc cho cái sản phẩm này. Thì ở đây là mình đã có một cái em BMA màu xanh dương, ở đây cực kỳ là đẹp. Và mình đã khui sẵn ra cho anh em xem rồi. Thì cái bóng này nó sẽ sở hữu một cái bi có đường kính là 1 inch và thân sơn màu xanh dương cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Và cái phần thân chân H4 ở đây được làm từ inox. Và phía sau này nó sẽ có cho chúng ta một cái phần lưới tản nhiệt khá là mềm. Thì cái lưới tản nhiệt này thì khi anh em có thể lắp vào trong những phần đầu đèn xe của các bạn ấy, chúng ta có thể là bẻ đi mọi hướng nào mà chúng ta thích, nó sẽ không gây cấn cho cái phần đèn cũng như là phần đầu xe của chúng ta. Và tiếp đến là cái phần dây được bọc một cái lớp cách nhiệt. Và sẽ đến là một cái hộp driver của cái sản phẩm này. Ở đây nó sẽ ghi là chữ BMA LED này. Giải điện áp từ 12 cho đến 36V. Chế độ là pha và cốt. Ở đây là họ ghi là AC/DC tháng 11 năm 2020. Thì cái bóng này sẽ là cái bóng sản xuất lô mới nhất của tháng 11 năm 2020. Thì ở đây thì họ chưa bán ra thị trường đâu, nhưng mà bên mình được nhà máy họ cung cấp để mình làm video và để mình test cái sản phẩm này xem là có ok hay không. Thì sau khi là mình đã mở hộp và mình test trước cái sản phẩm này, mình thấy khá là ok. Đó, thì cái bóng này nó sẽ sở hữu cho chúng ta một cái phần bi ở phía đầu trước này, nó sẽ đưa cái phần ánh sáng ra cực kỳ và đẹp, sắc sảo. Chế độ pha thì màu trắng và chế độ cốt thì màu vàng. Đó, thì lúc nữa thì mình sẽ test phần ánh sáng cho anh em coi. Rồi thì mình sẽ trên tay cái mẫu BMA ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái mẫu BMA với cái thiết kế tương tự như cái mẫu BMA Ruby ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn xuyên vào trong là thấy cái sản phẩm của chúng ta ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái chữ BMA này. Ở đây nó có chữ là H4AC. Cái bóng này sẽ là chạy điện máy anh em nhé. Thì chúng ta nên chạy điện bình cho tất cả các loại bóng LED đó, thì nó sẽ bền hơn. Và hai cái mẫu này thì anh em có thể là chạy không cần lên sạc. Còn nếu như anh em lên sạc được thì càng tốt. Rồi đây là cái phần hông của sản phẩm, thì ghi toàn bằng tiếng Anh thôi. Rồi để không phải chờ lâu nữa thì mình sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này. Thì hiện tại là trời đang mưa, ngoài trời đang mưa cho nên là mình nói đây nó khá là ồn. Đó, thì khi mở hộp ra thì anh em thể thấy là cái bóng này nó sẽ thiết kế tương tự như cái bóng Ruby ở đây. Như cái bóng này nó sẽ có cái phần thân khá là dài, dài gấp rưỡi so với lại cái bóng Ruby ở đây. Đó, thì lý do nó dài như thế này thì anh em thể thấy là cái bóng này nó sẽ là cái bóng cắm thẳng vào pha đèn của các bạn. Đó, thì nó sẽ không có cái phần driver như cái bóng này nữa, cho nên là nó phải làm thiết kế dài hơn. Và cái bóng này nó sẽ gọn gàng hơn cái bóng kia, là nó sẽ không có cái phần lưới tản nhiệt nữa, bởi vì là ở chính cái thân này nó sẽ có phần lưới tản nhiệt ở trong này. Và ở đây thì cái phần bi đây nó cũng sở hữu cho chúng ta là một cái bi có kích thước là 1 inch. Và ở đây thì họ có sơn nhũ màu đỏ rất là đẹp. Thì anh em thì thấy ở đây là mình cũng có một cái phiên bản là màu xanh ở đây. Đó, thân CNC màu xanh dương. Và cái phần đuôi chân H4 ở đây thì họ thiết kế là bằng inox, và cái phần thân sau ở đây cũng bằng inox luôn. Ở đây thì nó sẽ là phiên bản V2. Đó, thì nó hơi tối nên anh em sẽ hơi khó nhìn. Đây sẽ là phiên bản V2.
Và cái bi này nó sẽ hay hơn những cái phần bi khác là có thể chỉnh được độ nghiêng của bi. Thì có rất nhiều những cái loại bóng mà nó tương tự như này, khi anh em lắp vào pha ấy, thì cái phần ánh sáng nó cứ bị nghênh nghếch lên chứ nó không cân bằng được. Thì cái phần bi này thì nó đã thiết kế hay hơn ở những cái phiên bản kia, nó là chỉnh được xoay trái xoay phải như thế này. Thì khi anh em lắp vào pha mà nó bị nghiêng ánh sáng thì chúng ta có thể xoay trái xoay phải. Sau đó là chúng ta sẽ siết hai cái con ốc ở phía đằng sau ở đây cho nó chặt lại để nó giữ cố định cho cái phần bóng đèn của chúng ta nó không bị lung lay nữa. Và ở trên cái sản phẩm này nó cũng tích hợp cho chúng ta một cái đường dây khá là dài ở đây, thì chúng ta có thể là chỉnh nghiêng trái nghiêng phải được. Còn cái này thì mình thấy là họ đã lắp cho chúng ta tương đối là chính xác, và khi mà lắp vào pha thì ánh sáng nó đưa ra đã là cân bằng rồi. Và bây giờ là mình sẽ test phần ánh sáng cho các bạn xem ngay tại đây. Và đây là ánh sáng thực tế của cái mẫu bóng bi Ruby này của BMA có driver. Thì anh em thì thấy là đây là cái giải màu của chế độ cốt, có giải màu là 3400 Kelvin. Đó, đây là chế độ pha. Thì anh em thì thấy là nó có cái đường cắt cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Đây là chế độ cốt này, chế độ pha. Đó, chế độ cốt và chế độ pha. Anh em thì thấy là cái chế độ cốt này nó thấp và chế độ pha khá là cao, và cái phần ánh sáng cực kỳ là mạnh ở phần trung tâm. Thì cái phần ánh sáng nó được dàn đều sang hai bên như thế này, nó sẽ chiếu xuống mặt đường khá là rộng, và anh em đi soi xa nó sẽ không bị chói mắt cái người ngược chiều cho lắm, bởi vì là cái phần ánh sáng này nó được cắt ô hình chữ nhật. Và chế độ cốt với cái giải màu như thế này thì anh em có thể đi những cái khoảng thời tiết như trời mưa, mùa đông, hoặc là những cái cung đường xấu thì rất là ok, rất là bắt mắt. Với cái phần ánh sáng cũng là dàn hình chữ nhật như thế này thì anh em đi sẽ không gây chói mắt cho những người ngược chiều. Đó, chế độ pha, cốt. Đây là ánh sáng thực tế khi mà mình test tại chỗ của cái mẫu BMA ở đây. Rồi thì mình sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu BMA mà không có driver cho anh em coi. Bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế của cái mẫu bóng bi 1 inch và không có cái đuôi tần nhiệt và cũng không có cái driver ở đây. Rồi thì bây giờ là mình sẽ test phần ánh sáng chế độ cốt. Thì anh em thì thấy là ánh sáng chế độ cốt nó cũng đưa ra cái giải màu là 3400 Kelvin. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng pha. Ánh sáng pha nó cũng đưa ra là cái giải màu là 5000 cho đến là 5500 Kelvin. Cái giải màu ánh sáng như thế này nó sẽ là ánh sáng trắng ấm, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn đường khi ở bật ở chế độ pha khá là tốt. Và chế độ cốt như thế này thì anh em thể thấy là nó sẽ bám đường hơn khi mà chúng ta đi những cái thời tiết là mưa hay là sương mù. Đó, thì anh em thể thấy là cái phần ánh sáng của cái mẫu này mình thấy cũng khá là ok, nhưng so với cái mẫu Ruby kia thì ánh sáng nó sẽ không thể đẹp bằng vì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đó, đây là ánh sáng pha. Đó, đây là ánh sáng thực tế của cái mẫu BMA bi không có lưới tản nhiệt và không có driver. Rồi, và cái phần tiếp theo thì mình sẽ cho anh em xem cái phần nội thất của cái bóng này, xem là cái phần nội thất của nó sẽ là như thế nào. Ở trong cái cục driver này nó sẽ gồm có những cái phần gì ở trong cái driver này, và cái bóng này nó sở hữu cái driver này nó có đáng tiền hay không. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng đi xăm soi vào em nó. Thì chúng ta sẽ phải cậy cái phần lẫy của cái driver này lên, thì ở trong nó sẽ lộ ra một cái vỉ mạch của cái bóng này. Đó, thì anh em để thấy là cái vỉ mạch của cái bóng này ở dưới nó sẽ là mặt nhôm, nó sẽ tản nhiệt cho cái phần mạch này tốt hơn. Thì anh em thì thấy là ở trong này nó sẽ có cái phần tụ nhôm. Những cái sản phẩm giá rẻ hơn thì nó sẽ sở hữu là những cái phần tụ hóa. Thì cái phần tụ hóa nó sẽ lọc điện không tốt bằng những phần tụ nhôm này, và cái tuổi thọ của cái phần tụ nhôm này nó sẽ cao hơn là phần tụ hóa, cũng như là giá trị của cái tụ nhôm này nó sẽ là cao hơn cái giá trị của cái tụ hóa. Thì anh em thì thấy là ở đây nó sở hữu một loạt những cái con IC nắn dòng, những cái con ổn định trợ lưu, và những cái phần cảm biến để cho cái chip LED nó hoạt động một cách hiệu quả. Và cái bóng này nó sẽ sở hữu cả là điện AC lẫn điện DC, thì nó sẽ sở hữu thêm cái cuộn cảm ở đây để nó lọc tín hiệu điện, để nó đưa ra cái dòng điện một chiều
sao cho nó chuẩn nhất có thể để cái phần ánh sáng nó không bị chớp giật khi mà chúng ta giảm ga. Đó, thì cái phần sản phẩm này nó sẽ là như thế này. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp vào cái pha ở đây. Thì anh em thì thấy là đây là mình sẽ sử dụng một cái pha Way Alpha để mình làm demo cho anh em cái cách lắp. Thì khi cái sản phẩm mà chúng ta cầm lên như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái phần cao su ở đây. Thì bây giờ là chúng ta sẽ rút cái phần cao su này ra. Ở trong này nó sẽ có một cái lẫy cải. Và khi chúng ta muốn cho được cái bóng này qua cái phần cao su này thì anh em có thể là bóc cái hộp này ra. Đó, bóc cái hộp driver này ra để nó lộ cái phần mạch như thế này. Và cái phần cao su ở đây thì như thế này thì anh em sẽ lộn cái phần cao su này ra. Đó, sẽ lộn ra như thế này. Và chúng ta sẽ cho cái phần đuôi ba chân này chạy qua cái phần lỗ cao su mà chúng ta vừa lộn. Đó, nó sẽ là như thế này. Và cái phần mạch này thì chúng ta sẽ khéo léo đút qua. Nó vẫn vừa nha anh em. Nó vừa luôn. Đút qua một cách nhẹ nhàng chứ không có gì là nặng nhọc cả. Rồi, nó sẽ qua như thế này rồi thì anh em chỉ việc đùn nó qua thì nó sẽ qua bình thường. Đó, nó sẽ qua một cách nhẹ nhàng như thế này. Đó, chỉ là như vậy thôi. Anh em lưu ý là những cái dây này anh em làm sao cho nó khỏi đứt nhá. Vì cái dây này nó làm khá là nhỏ nhưng mà cái dây này nó rất là chắc đấy anh em, không sợ nó đứt đâu. Nhưng mà anh em vẫn phải lưu ý. Và sau đó là đến cái phần lưới tản nhiệt phía sau này thì anh em sẽ trụm nó vào. Và anh em sẽ lùa nó qua như thế này. Thì có rất nhiều anh em là lắp cho khách hàng hoặc là anh em mua về tự lắp ấy, thì anh em không cho cái phần cao su chấn bụi ở đằng sau này, khiến cho cái phần pha của các bạn đi một thời gian là nó sẽ bị cái bụi nó chui vào, nhìn khá là xấu. Đó, như thế này rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ lộn nó về cái vị trí cũ. Đó, thì khi chúng ta lộn xong thì nó sẽ là như thế này. Và chúng ta sẽ kéo nó ra đến cái phần sát cái lưới tản nhiệt ở đây, chứ đừng rút nó hết ra. Và bây giờ là ở cái pha đèn của chúng ta nó sẽ có cái chân H4 là sẽ có ba cái chấu ở ba điểm ở đây. Thì chúng ta sẽ nhấc cái khuy sắt ở đây. Thì anh em thì thấy là ở trên cái bóng này nó sẽ có ba chấu ở ba điểm này. Và chúng ta sẽ đặt nó vào. Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhấn cái khuy này xuống. Đó, thì anh em thì thấy là chúng ta đặt vào, nhấn cái khuy này xuống. Và chúng ta sẽ có thể là chỉnh cái phần con ốc ở dưới này. Nếu như mà khi lắp vào pha đèn ấy mà nó sẽ bị nghiêng ánh sáng thì chúng ta sẽ chỉnh con ốc vào đây. Sau khi là chúng ta làm đâu đấy rồi thì chúng ta sẽ chụp cái phần đuôi cao su ở phía sau này lại. Đó, như thế này thì nó sẽ là như zin so với lại cái bóng zin bản ở trên xe của các bạn. Đó, thì anh em thì nhìn vào pha cực kỳ là đẹp. Thì cái phần ánh sáng này khi nó đưa vào pha cũng như là nó để ở ngoài thì cái phần ánh sáng mặc định của cái bi này nó đã là cái ánh sáng hình chữ nhật dài ngang như thế rồi. Thì anh em đừng có hỏi mình là cho vào pha nó có gom ánh sáng hay không. Mặc định của bóng bi nó sẽ đưa ra là như vậy rồi. Đó, thì sau khi là chúng ta đã đút vào cái pha xong rồi thì việc còn lại là chúng ta sẽ cho nó vào đây. Và chúng ta sẽ cho nó vào đúng như cái ngoàm như thế này để nó giữ lại những cái phần dây cố định ở đây. Và chúng ta sẽ đóng cái nắp này lại. Thì bình thường là khi cái sản phẩm bên mình ấy, dán tem như thế này thì bên mình ship cho anh em thì bao giờ là mình cũng dán ở hai cái mép tách ở đây. Nhưng cái sản phẩm này nó sẽ không có cái cách nào để mà chúng ta lùa cái phần cao su này qua cái phần bóng ở đây được. Thì bên mình sẽ dán cái tem ở đây và bên mình sẽ ghi ngày tháng ship hàng cho anh em ở đây. Và sau khi là chúng ta làm hoàn tất rồi thì chúng ta sẽ tẽ cái phần lưới này ra. Chúng ta vuốt cho nó ngay ngắn. Vuốt cho nó ngay ngắn nó đẹp. Và chúng ta sẽ tẽ này ra. Mục đích tẽ như thế này thì nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn. Và khi chúng ta đi trên đường thì gió nó lùa vào thì nó sẽ mát cái phần tỏa nhiệt này tốt hơn. Thì nó sẽ giải nhiệt được tốt hơn. Cái đèn led nó sẽ giải nhiệt được tốt thì cái phần ánh sáng nó sẽ hiệu quả hơn.
Và tương tự như thế thì cái thằng này nó sẽ cho vào bi, cái bi này sẽ cho vào cái pha này, cực kỳ là đơn giản. Thì anh em chỉ làm như thế, chỉ cần đút nó vào xong là sau đó là chúng ta sẽ chụp cái phần cao su ở đây vào, như vậy là xong rồi. Nhưng nó không cầu kỳ như cái thằng này. Nhưng mà cái phần ánh sáng của cái bi ruby này thì mình thấy là cái phần ánh sáng nó đưa ra nó đẹp, nó sắc sảo hơn, và cái cường độ ánh sáng nó đưa ra nó đẹp hơn. Đó, thì khi mà lắp vào pha nó sẽ là như thế này. Anh em thấy có đẹp không ạ? Cũng khá là ok chứ. Pha của xe Dream. Đó, thì anh em thì biết là cái xe Dream ấy, thì nếu như mà lựa chọn những cái phần bi như này thì nó khá là cầu kỳ. Thì anh em sẽ phải bung cái phần pha ở đây ra, và anh em sẽ cho cái phần bi này vào, làm khá là cầu kỳ. Và cách rách sẽ phải tháo cái phần vít ở đây ra. Đó, thì chúng ta sẽ phải tháo những cái phần driver này ra, và các bạn sẽ phải tách dây ra để sao cho nó rời ra khỏi cái phần driver ở đây, thì chúng ta mới đút qua được cái lỗ nhỏ ở đây. Thì chính vì thế mà bên mình làm sẵn những cái phần pha đèn như thế này, thì nếu như anh em có nhu cầu thì bên mình sẽ ship nguyên một bộ như thế này cho anh em. Với cái ánh sáng thì mình đã test ánh sáng thực tế cho anh em coi tại ở đây rồi, thì tí nữa thì mình sẽ test phần ánh sáng thực tế khi mà mình soi ở phần ngoài trời. Và hiện tại bây giờ là đang mưa khá là to, thì mình sẽ test cho anh em coi là cái phần ánh sáng khi mà đi mưa thì nó sẽ là như thế nào, nó có dễ nhìn hay không, ánh sáng nó có đẹp hay không, cái đường cắt ánh sáng nó có tốt không, và cái phần ánh sáng nó đưa ra nó có đảm bảo cho chúng ta quan sát tốt trên mặt đường khi mà đi mưa hay không, nó có mang lại sự an toàn cho chúng ta hay không. Đó, thì anh em thể thấy là cái pha này là mình đã độ sẵn cho Dream rồi. Thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái phần này khi mà lắp vào nó có bị cấn hay không, thì mình đã tính toán và mình đưa ra cái phần đuôi này nó dài đúng bằng cái phần đuôi zin ở trên những cái xe của các bạn, thì nó sẽ có phần tản nhiệt như thế này, thì anh em sẽ bẻ nó ngang ra như thế này và anh em sẽ lắp vào phần đầu đèn. Và cái hộp này nó cũng tương đối là nhỏ, nó chỉ to hơn cái phần ngón tay trỏ của mình ở đây một tí thôi. Thì anh em sẽ cho vào cái đầu của Dream thoải mái luôn anh em nhé. Đó, thì nếu như anh em có nhu cầu đặt hàng bên mình ấy, thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh em những cái phần vành như thế này. Nếu như cái vành đèn của các bạn mà nó bị chầy, bị xước, bị hỏng rồi, thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh em cái vành đèn như thế này, và những cái phần bộ ốc như thế này để anh em sẽ lắp lên xe. Những cái ốc đấy thì nó sẽ là sỏ ở đây và ở dưới đây để chỉnh cao thấp. Đó, thì nếu như anh em đặt hàng ở trên Shopee ấy, thì bên mình sẽ không tặng kèm cho anh em những cái phần vành đèn như thế này đâu anh em nhé. Thì nếu như anh em mà đặt hàng trực tiếp vào bên mình ấy, số điện thoại mình sẽ để ở góc bên màn hình ấy, thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh em, thứ nhất là một bộ ốc và một cái vành đèn cộng với lại một cái bộ pha, thì bên mình đã làm sẵn như này rồi. Giá chi tiết như thế nào thì anh em có thể Zalo với mình theo cái số điện thoại ở góc màn hình, thì bên mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em và bên mình sẽ ship hàng cho anh em. Sản phẩm bên mình là bảo hành là 12 tháng lỗi 1 đổi 1, và bên mình sẽ làm nguyên một bộ như thế này cho Dream, thì anh em về chỉ việc gắn vào, thì pha vẫn là pha Stanley này anh em. Đó, khá là ok, khá là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại ở góc màn hình, hoặc là truy cập vào cái đường link ở dưới cái phần mô tả ở bên dưới video này này, thì anh em sẽ có link dẫn đến Shopee hay Lazada hay là Sendor hoặc là Zalo Facebook của mình. Mình sẽ để link ở đó, thì anh em có thể là tham khảo trực tiếp tại đó. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại. Và tí nữa thì mình sẽ test cái phần ánh sáng khi mà trời nó mưa thì ánh sáng nó sẽ như thế nào. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ test cái mẫu bi nhỏ BMA cho anh em thấy. Đây, cái mẫu BMA đây. Với công suất là 36W, điện áp là 12V anh em nhé. Chạy được AC lẫn DC. Mình đã lắp vào cái pha way và bây giờ là mình đang test cho anh em. Thì anh em để thấy là trời đang mưa nhá. Đây là trời đang mưa. Và bây giờ là mình sẽ test cho anh em coi luôn ánh sáng thực tế của nó. Đó, đây là chế độ cốt này anh em. Từ đây ra đến cái cột điện ở đằng xa kia nó rơi vào tầm khoảng 80m anh em. Đó, đây là chế độ cốt nhá, ánh sáng màu vàng. Thì cũng rất là may mắn là trời đang mưa, thì anh em thể thấy là ánh sáng nó rọi xuống mặt đường cực kỳ là sáng này. Đây là chế độ pha. Đó, chế độ cốt, chế độ pha. Đây là mình đang quay như thế này. Cốt, pha. Anh em thể nhìn vào tường, ánh sáng cực kỳ là mạnh luôn, sáng cháy. Nó có cái quầng vàng kia. Chế độ cốt. Đó, cốt rất là thấp, đẹp, không gây chói mắt, thì nó có cái phần ánh sáng cắt ngang này. Chế độ pha.
anh em thì thấy đây là cái phần lưới tản nhiệt ở phía sau. Trời thì đang mưa, anh em thì thấy là trời đang mưa mà như thế này là cực kỳ là sáng đúng không ạ? Đó, mình để đằng sau máy quay này anh em sẽ nhìn nó rõ hơn, là mình để ngang cái máy quay như thế này thì nó sẽ bị nhòe ánh sáng. Pha, cốt, pha. Đó, anh em thì thấy cái chế độ cốt của con này cực kỳ là thấp này, không gây chói mắt người ta. Chế độ pha là rất là cao, soi rất là xa. Thì hiện tại là trời đang mưa, anh em thì thấy là nhìn rất rõ luôn đúng không ạ? Rồi, đây là cái mẫu bi BMA. Và bây giờ là mình sẽ test cho anh em cái mẫu bi BMA loại không có driver. Và đây sẽ là ánh sáng thực tế. Hiện tại là trời đang mưa khá là to. Đó, anh em thì thấy là chế độ cốt. Đây là mình cầm ở ngoài nhá, mình không cho vào trong chóa. Thì anh em sẽ thắc mắc là cái ánh sáng mà khi mà cầm ở ngoài mới cầm trong chóa thì nó có giống nhau hay không. Mình xin phép thưa với các bạn là nó sẽ là như nhau. Cái bóng bi này mặc định ánh sáng của nó sẽ đưa ra là như vậy. Anh em có cho vào trong chóa hay là không cho vào trong chóa thì nó vẫn như thế. Đây, mình đang cầm ở tay. Mặc dù là trời đang mưa, anh em thì thấy là cái phần tường ở bên này, đó, sáng trắng luôn. Chế độ cốt, chế độ pha. Đó thì anh em thì thấy là chế độ cốt như thế này cực kỳ là đẹp này. Mình quay dính mưa cho nên là máy quay của mình nó đang bị nước nó bắn vào, nhìn nó mờ. Đó, rồi thì mình sẽ quay ra đằng xa để cho anh em coi. Đây là mẫu BMA không có driver nhá. Bây giờ là mình sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Biruby BMA. Đây là mình đã độ sẵn vào cái pha của chiếc xe rim. Thì sau khi độ vào pha của chiếc xe rim thì nó sẽ là như thế này. Và ánh sáng đây là phần ánh sáng của chế độ cốt. Ánh sáng đưa ra cực kỳ là đẹp. Và mình sẽ test cái phần ánh sáng này cho anh em coi. Đây là chế độ cốt, chế độ pha, chế độ cốt, pha, cốt, pha. Đó, chế độ pha khá là xa, chế độ cốt thì ngay đây. Nên là cái người ở đằng xa, người ta đi đằng xa kia không bị chói mắt này. Nếu như mà mình bật pha lên thì người ta sẽ bị chói mắt. Đó, phần ánh sáng này cực kỳ là đẹp, rộng, trải dài trên mặt đường. Chế độ cốt. Và đây là sẽ là có một cái xe họ sẽ đi. Đó, anh em thì thấy là cái xe Sirius, xe Way người ta, Xe người ta đi, ánh sáng không trượt xuống đường. Đó, thì cái người ở đằng xa người ta đi, người ta sẽ không bị chói mắt này. Và mình lên pha. Đó, đây là ánh sáng thực tế của mẫu Biruby. Mình đã lắp sẵn vào cái pha của cái chiếc xe rim. Nếu như anh em có nhu cầu thì mình sẽ ship cho anh em cả cái pha như thế này. Anh em về chỉ việc cắm dây vào là xong.